Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 15 tháng 2 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, những ngày nghỉ Tết vừa qua, thời tiết miền Bắc cũng khá ủng hộ cho người dân với các hoạt động ngoài trời. Trạng thái khô ráo, ấm áp, chan hòa ánh nắng bao phủ trên toàn khu vực. Thậm chí cái nắng có lúc gay gắt như những tháng mùa hè. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì thời tiết khu vực cũng dần có sự biến chuyển và sang đến ngày mai thì nền nhiệt độ tại khu vực sẽ giảm nhanh chóng. Hiện tại thì khối không khí lạnh từ phía Bắc đã bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc nước ta. Từ các tỉnh vùng núi Trung Du đến tận các tỉnh đồng bằng và ven biển thì nền nhiệt độ đã có xu hướng giảm dần với mức cao nhất ngày khó vượt qua ngưỡng 20 độ. Thậm chí trong các ngày 16 và ngày 17 tháng 2 thì mức nhiệt độ trung bình ngày của khu vực còn xuống dưới ngưỡng 15 độ, làm xuất hiện tình trạng rét đậm, có nơi rét hại. Sự chuyển biến nhanh chóng về mặt thời tiết sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như là đời sống của người dân, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người cao tuổi hay các bệnh về viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Chúng ta cần lưu ý giữ ấm cho cơ thể, bổ sung thực phẩm có lợi để tăng cường sức đề kháng trong những tháng giao mùa sắp tới. Đến với các tỉnh miền Trung, nhưng ngày qua thì ánh nắng cũng tràn ngập khắp khu vực. Có thời điểm các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã đạt ngưỡng từ 33 cho đến 35 độ. Nắng nóng đã xuất hiện tại một số nơi. Trong ngày hôm nay, khi mà khối không khí lạnh dồn sâu hơn xuống phía Nam, thì tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ khối không khí lạnh này. Cùng với đó thì mưa do trường gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình đón gió sẽ xuất hiện trở lại, nên mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ còn phổ biến trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ tại Bắc Trung Bộ và từ 20 cho đến 25 độ ở khu vực Trung Trung Bộ. Riêng các tỉnh Nam Trung Bộ, nơi ít chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, thì nền nhiệt độ ít có sự biến đổi, vẫn phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ là hai khu vực có kiểu thời tiết khá ổn định. Tuy nhiên, tình trạng ít mưa, ngày nắng nhiều kéo dài trong nhiều ngày cũng gây ra ít nhiều khó khăn, bất lợi về sức khỏe cũng như các hoạt động sinh hoạt sản xuất lưu thông nơi đây. Nền nhiệt độ cao nhất ngày luôn duy trì ở ngưỡng cao, từ 30 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Với tình trạng ít mưa và độ ẩm ban trưa xuống thấp, khoảng từ 50 cho đến 60%, chúng ta cần hết sức lưu ý đề phòng các hiện tượng cháy nổ rất dễ xảy ra trong mùa khô. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới này, thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã có sự chuyển đổi. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh, nên trời nhiều mây và nền nhiệt độ giảm khá nhanh. Biên độ nhiệt trong ngày tại Hà Nội trở vào khoảng từ 14 cho đến 19 độ. Thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Do vậy, quý vị cần lưu ý mặc trang phục ấm áp để tránh bị nhiễm lạnh hay cảm lạnh. Tại thành phố Cảng Hải Phòng, ngày hôm nay, thời tiết cũng bắt đầu chuyển nhiều mây và nền nhiệt độ giảm mạnh. Mức nhiệt độ vào buổi sáng giảm xuống ngưỡng từ 13 cho đến 14 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 18 độ. Thời tiết giá rét nên việc sử dụng điều hòa không còn xa lạ với nhiều gia đình ngày nay, nhất là với các gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta cũng được khuyến cáo rằng không nên ở quá lâu trong phòng có điều hòa. Cứ khoảng 4 tiếng một lần thì chúng ta phải mở cửa để thông gió tự nhiên, làm sạch không khí trong phòng. Ngoài ra, chúng ta cũng nên làm sạch tấm lọc trong điều hòa thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn. Đới gió Đông Bắc trong khối không khí lạnh kết hợp với địa hình dãy Trường Sơn sẽ được thiết lập trở lại trong ngày hôm nay. Do vậy mà thời tiết tại khu vực Trung Trung Bộ bao gồm cả thành phố Đà Nẵng sẽ dần có sự biến đổi. Đặc biệt bắt đầu từ thời điểm trưa chiều thì trời chuyển nhiều mây hơn, mưa nhỏ xuất hiện và nền nhiệt độ trong ngày giảm mạnh, chỉ còn trong khoảng từ 20 cho đến 25 độ. Thời tiết ẩm ướt và se lạnh ít thuận lợi cho việc hong phơi đồ dùng và nông lâm thủy hải sản của bà con nơi đây. Vào thời gian này thì thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung thường có kiểu thời tiết khắc nghiệt kéo dài, trời ít mưa, ngày nắng nhiều với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày đạt tới mức 35 độ. Cùng với tình trạng nắng gắt là độ ẩm ban trưa xuống rất thấp, chỉ khoảng 50% sẽ gây cảm giác khó chịu đối với cuộc sống người dân nơi đây. Trong thời tiết nóng bức này, chúng ta nên hạn chế làm việc vào những giờ cao điểm từ 12 đến 14 giờ, chú ý cung cấp đủ nước cho cơ thể để tránh mất nước, kiệt sức. Về đêm thì nhiệt độ thành phố sẽ giảm xuống mức là 24 độ. Đến với thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng nhiều. Tuy nhiên thì không khí có phần ôn hòa hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ ban sáng tại khu vực ở vào khoảng từ 24 cho đến 25 độ. Đến trưa chiều thì ngưỡng nhiệt này tăng lên mức 32 cho đến 33 độ.
độ ẩm trong ngày dao động từ 60 cho đến 85%. Đến đây thì bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.